chào các anh chị em, cô chú bác rồi hả? Hôm nay mình đi dạo, tại vì bữa nay là ngày lễ cả nhà. Mình đi dạo thì tùy có thị chợ thì mở cửa, thị chợ thì nó không có mở cửa. Thì mình đi ra đây thì định là ra đây cho mấy đứa con nhỏ thôi, mình nó chơi trò chơi rồi cho nó đỡ buồn á, tại ngày lễ không có đi đâu được á. Tại không có đi làm, ông xã mình không có đi làm thì ra đây đi dạo. Ở đây nó có như vậy nè. Cái này đồ quay để mình lên đó mình tham quan á, nó quay lên trên để cho mình coi dùng chỗ mình ở rồi á. Đó, chợ thì nó đóng rồi thì thấy nó cũng hơi buồn, vắng người lắm, không có ai nữa hết. Rất là vắng người ha. Cho nên sẵn tiện á thì mình dẫn lại đây cho nó chơi luôn. Tại ngày lễ không có gì đi đâu chơi hết, cho nên dẫn lại đây cho mấy nhỏ chơi nó cho nó thoáng. Cho nó chơi cái này, nó tuột, nó bọt vòng qua cái này. Đó, nó là vậy nè. Nó quành lại tới đây luôn. Thì trong đây cũng có số người ngồi uống nước hoặc ngồi chơi vậy thôi, chứ cũng không, nó cũng có bán gì chỗ này hết, tại nó đóng cửa thôi. Nó không có đóng cửa, nó mở cửa thì rất là đông người luôn. Đó, đây là như vậy nè. Ở trên đây thì mấy đứa nhỏ đang chơi trên đây. Thì hôm nay trời quá đẹp luôn nè cả nhà. Đó, mấy đứa nhỏ đang chạy đặng nó leo lên trên nó chơi cả nhà. Đó. Cái này này cho đứa lớn cũng chơi cũng sao hết á. Vừa đứa nhỏ vừa đứa lớn đều chơi được. Cho nên mấy đứa con của mình thì cũng đã lớn rồi nhưng mà nó lại vẫn thích muốn chơi á. Đó, đây là thằng con trai lớn nè, đang đứng đây nè. Còn phía kia thì đứa con gái với đứa cháu. Đó, đang chỉ bắt đầu chui vô đằng leo lên đó. Đó, nghĩ sao có hai đứa đi ra, còn một đứa leo lên. Đây, còn mấy đứa nhỏ trên tới đó rồi nè. Kìa, có chị Thảo lên tới kia kìa, Thảo lên tới kia kìa. Đó, Thảo đó. À, chị Thảo. Đó, còn mấy đứa nhỏ đang tụt. Sao chị Thảo lâu dao quá vậy ta? Ừ, chị đưa nó về. Ở đây thì đứa cháu của mình á, nó leo lên đó, tại nó cũng còn hơi nhỏ đó, leo đó nó chơi á, thì cái độ cao nó cao quá thì nó sợ. Đây thằng em trai của mình nè, nó leo lên đặng nó đón con nó xuống, tại nó sợ, nhưng mà mấy đứa lớn dẫn xuống thì nó không chịu. Nó lại đòi ba dẫn xuống thì ba nó phải leo lên trên để dẫn xuống mới được. Leo cũng đã đời lắm cả nhà, thấy vậy chứ cũng không có dễ lên tới đó đâu. Với lại sức của người lớn nữa. Mấy đứa nhỏ là leo lên thì rất là dễ dàng rồi. Đó, sau đó thì phải đi ra cái bằng cái đường dây này nha cả nhà. Trong thời gian thì thằng em trai mình đã đợi thì đứa này leo lên trên rồi bắt đầu hai cha con mới đi xuống được. Đó, thằng em trai mình đang đi xuống từng cái đó. Nó xuống mà nó cũng hơi sợ. Vì con á mà leo lên đây để đón con nó cả nhà. Chứ không có dễ dàng gì đâu. Đó, thằng em trai mình cũng đi lên, cũng leo từ từ đó. Rồi bên đây là mấy đứa con mình với đứa cháu của mình thì nó cũng đang đi một vòng qua đây lại. Tại nhỏ cháu mình nó còn nhỏ đó. Tại lâu lâu nó mới chơi trò chơi mà, tại cái này nó cũng lên trên cao lắm cả nhà, thấy vậy chứ nó cũng rất là cao. Cho nên nó lên tới trên đó cao quá thì nó lại sợ. Còn mấy đứa kia thì nó cũng lớn rồi á. Nó cũng biết cho nên nó cũng không có sợ. Rồi, ba nó cũng đã được vô trong rồi. Rồi đợi con của mình đi sắp tới nơi. Rồi mới bắt đầu leo xuống nha. Ở đây á, thì
Nếu mà không có ngày lễ đóng cửa thì rất là đông luôn cả nhà. Chỗ này thì cho con nít nó chơi, còn người lớn thì có thể là được đi dạo, sắm đồ, sắm đạc, bán đồ ăn, đồ đầy đủ lắm. Nó rất là đẹp. Tại trong đây nó có một lẫm mà nó có nước đồ người ta ngồi ta rất là mát mẻ. Nhưng mà tại vì nó đóng cửa luôn á, cho nên mình cũng có vô đó được, đặng mình quay để mình chia sẻ cho cả nhà xem á. Bây giờ thì thằng em trai mình nó cũng đã đón được con nó xuống tới nơi rồi nè. Coi nè, tướng của nó như vậy mà leo lên tới trên đó xuống rất là mệt đó cả nhà, không thấy khỏe đâu nha cả nhà. À, bên đây thì con nhỏ Tây này cũng đang đợi á, đang leo lên đó. Đó, rồi là xong hai cha con. Hôm nay á, em đi dẫn mấy đứa nhỏ đi dạo về á, thì sẵn tiện em sẽ làm món bánh này cho mấy đứa nhỏ nó ăn luôn nè nha cả nhà. Đây là món pastel filete, thì là món của Tây á cả nhà. Thì em có mua hai loại bát, với lại đây là một cục phô mai nha cả nhà. Còn đây là xúc xích heo. Ở trong đây thì có mè với lại trứng lòng đỏ hột gà nha cả nhà. Thì thành phần em có như đây. Bắt đầu thì em sẽ làm hai miếng bát này nha cả nhà. Em sẽ gửi cho nó ra hết, tại vì nó dính đó cả nhà, nó dính vô cái miếng này nè, miếng đồ nướng này nè, thì nó rất là dính luôn. Đó, bắt đầu em sẽ gỡ xong rồi. Bây giờ em sẽ lấy cục phô mai này nè, em tháo ra. Đó. Thì thường mỗi lần em làm đồ nướng thì em dùng cục phô mai bự lắm. Mà cục loại này thì nó nhỏ đó cả nhà, nhìn nè, cái độ của nó hơi nhỏ, nó không có độ cao nhiều. Cho nên bây giờ em sẽ cắt cái khúc này nè. Để lát chút xíu em sẽ để hành lá vô á. Hành thường xuyên là để hành lá với tỏi á cả nhà. Vô ăn thì rất là ngon, nó thơm. Thì em cắt khoành khúc này cũng gần xong rồi nhé. Tại phô mai nó có độ dít á cả nhà, cho nó hơi khó một chút xíu. Còn bên đây thì xúc xích nè. Thì ở xúc xích này thì em mở nó trong bịch á cả nhà. Thì nó có độ ướt trong đây á, có nước á. Cho nên em phải dùng khăn giấy để em chấm bớt đi cái nước này nè. Đó. Để cho nó khô á. Sau đó thì em sẽ để lên tấm thớt này nè. Lên khăn giấy tiếp tục làm lại lần nữa. Rồi em lấy ra. Thì bắt đầu em sẽ cắt nha cả nhà. Thì cây xúc xích này em sẽ cắt làm ba. Thì xúc xích này bắt đầu em sẽ cắt ba khúc như cả nhà. Em canh này đang em cắt nè. Đó, đây là một khúc nè. Đây là hai khúc nè, đó. Cái này là em canh canh đại thôi nha. Rồi, cái này em bỏ hành lá vô trước rồi nè. Cục phô mai hồi nãy đó. Bây giờ cái này em đậy nó lại. Cho nó dính lại cả nhà. Tại vì đúng đến lúc mà nó chín đó cả nhà thì cái phô mai nó sẽ chảy ra. Sau đó thì em sẽ đậy đậy cái miếng bát filete này một lần nữa nha. Cái nè, cái bát này nè. Bắt đầu em sẽ ụp lên luôn cho nó dễ á. Canh làm sao mà cho nó đều đều cái độ tròn của nó cả nhà. Đó. Bây giờ bắt đầu em sẽ tháo cái này ra trước rồi em sẽ sửa nó lại nha. Đó. Cho nó bằng hết toàn bộ. Tại loại bát này nó cũng mềm lắm cả nhà. Nó nhẹ lắm cho nên mình cầm cũng sợ nó bị rách á. Đó, cũng là gần xong rồi ha. Vậy thì được rồi, bắt đầu mình sẽ cắt nha. Đó. Mình cắt xong hết cái này đó, bắt đầu mình mới làm xúc xích mình quấn vô cả nhà.
Mấy món này thì con của mình rất là thích ăn, cả người lớn cũng thích nữa. Nó rất là dễ ăn. Đó, bây giờ mình chia ra từ miếng khoanh nhỏ nhỏ nhỏ, đặng mình quắn xúc xích. Cả nhà nếu mà ở Việt Nam á, đi vô siêu thị á cả nhà, thì nó cũng sẽ có bán mấy cái loại này nè. Thì cả nhà mua về làm thử đi, ăn thử rồi sẽ biết, nó rất là ngon mà dễ ăn lắm, nó không có khó đâu nha cả nhà. Tại cục phô mai này nó không có nồng, nó cũng không có hôi lắm á. Đây còn hai miếng nữa là mình đã cắt xong rồi. Bắt đầu mình sẽ quắn xúc xích này nha. Mình quắn lại. Quắn làm sao quắn đến lúc mình cho nó hết xúc xích này thôi nha. Đó, mình quắn lại như vậy. Cũng nhìn cũng rất là dễ làm đúng không cả nhà, không có gì khó hết. Thì cái này á, thì mình làm tới đâu á cả nhà thì mình quay cái bánh này qua để cho nó dễ, còn mất công mình chườm tới chỗ này chỗ nọ đó cả nhà. Đó, mình làm chừng nào cho nó xong hết cái khúc này luôn nha. Hết cái hàng này thì mình sẽ làm là hàng thứ hai. Đó, mỗi lần mình làm mình sẽ quay như vậy đó, để cho nó gần qua bên mình dễ làm hơn, khỏi chồm tới. Nhìn rất là dễ đấy không cả nhà. Bánh này á, cả nhà làm á, đến mùa dịp Noel á cả nhà, hoặc là bên đây mình hay ăn là ngày Tết Tây á, hoặc Noel á, thì mình hay làm mấy món này nè, để trưng bày hoặc là lúc mình làm xong mình đem về ăn á, cũng rất là đẹp, rất là tiện lợi nữa. Bây giờ thì mình sẽ làm lần thứ hai nha cả nhà. Đó, mình quấn cái thứ hai luôn để cho nó xong. Tại cái miếng giấy nè, lát một chút xíu mình để vô mình nướng luôn cả nhà. Cái miếng giấy này nó độ nó để vô phôi nướng đó, nó không có bị cháy đâu. Mỗi lần mình mua cái bánh này á thì nó có cái đồ lót chứ sẵn rồi. Đó. Cho nên mình để vô mình nướng. Đấy, mình quấn cái này, quấn từ từ cho cả nhà xem. Bắt đầu thì làm xong rồi nè nha cả nhà. Nhìn cũng đẹp ha. Bắt đầu thì em sẽ chét trứng lên nha. Tại sao em phải chét trứng? Tại vì em chét trứng lên cái bát này nè, để em rắc mè lên á, thì cái độ mè nó sẽ dính vô á, thì lúc mình ăn nó ngon lắm, nó thơm nữa. Còn mình không có chét cái trứng hột gà này lên á, thì mình rắc mè, mè nó sẽ rớt ra ngoài đó nè, nó không có dính vô cái bột đó cả nhà. Đó, cho nên mình phải chét cái này lên. Tùy cả nhà muốn chét nhiều trứng hột gà này nhiều ít thì do mình thôi, sở thích á. Đây cũng mình đã cũng chét xong rồi nè, bắt đầu em sẽ rắc mè lên nha. Đó, em rắc mè lên cho nó đều hết toàn bộ luôn. Cái này cũng vậy nữa, thích rất nhiều rất ít là do mình thôi. Đây là xong rồi nè, thì bắt đầu em sẽ để vô trong cái phô em nướng nha. Rồi đây em đã để vô rồi nè, em có dặn lửa lên luôn rồi, thì em để độ khoảng 180 độ C, thì em nướng khoảng 15-20 phút là được rồi nha cả nhà. Tại cái này nó cũng rất là chín lẹ nữa đó.
Đó có mời ông bà cô chú ha. Con mời ông bà cô chú em với mình. Ok, giờ bà khờ làm chính giữa cho nó làm phô mai. Đó, cắt đây nè. Đó. Rồi, ăn đi. Đó, ăn đi, lấy chấm vô. Hấp dẫn không? Mili nè, con gái thì nó... Mili, ăn đi Mili. Bị bệnh. Đó. Đó, đó rồi, lấy đi con, tự con... Sao có dao vậy hả? Hành lá con cho nó hết thơm. Hết thơm. Con, đó. Con bóc tay đi, con không cần lấy cái đó đi cho nó khó đi làm. Đi đi, đúng không? Đó, đúng. Quẹt lên đây ăn đi. Ăn tên. Ăn đi con, ăn đi. Ừ, ngon quá. Không ngon không Khang, ngon Khang? Dạ ngon. Ăn ngon hả? Em biết quá sức khi bệnh. Nào, chia sẻ qua. Anh Thanh lên vô mạng, anh Thanh. Có gì trong đó vậy hai đứa? Pain et saucisse et fromage. Rồi, ngon không kìa? Con thích ăn đó hả? Nóng á. Thẳng thẳng nóng nha. À, đây quẹt phô mai ở trong nè. Đang còn đủ nóng á, cho nên phô mai nó chảy. À, đó, đang chảy ra nè, đó. Quẹt cái đó đi, hãy quẹt thêm nữa, quẹt xuống dưới luôn. Đó, quẹt gì đó. Ngon ha. Để Khang nè, để Khang quẹt nè. Coi chừng phóng miệng nha. Coi chừng phóng miệng nha, con nóng lắm á. À, vậy thì em kết thúc video tại vì em quay cũng quá dài đó cả nhà. Mong cả nhà thông cảm. Thì gia đình em chúc cả nhà ngày mới được nhiều niềm vui đến ha. Bye bye cả nhà.